Cách đây không lâu, Lâm Khánh Chi từng gây xôn xao khi tiết lộ đã bị lừa một số tiền lớn. Mới đây, nữ ca sĩ tiếp tục livestream khóc nức nở hé lộ bản thân lại bị lừa, thủ phạm lần này là một Hồng Hải Nhi. Lâm Khánh Chi giàn giụa nước mắt kể: "Tôi bị tổn thương vì tin người, tôi nghĩ là tôi sẽ tìm được một người tốt thương tôi, chính vì vậy nó gạt tôi tới 2 lần. Lúc đầu đầu tư với nó 50 70 triệu, tôi không nhớ chính xác thì Khánh Chi dồn hết tiền của Khánh Chi là 1 tỷ mấy, là Khánh Chi bị dính tiền trong đó." Lâm Khánh Chi cho hay tổng số tiền cô bị Hồng Hải Nhi lừa là gần 4 tỷ. Cô cho biết thêm câu chuyện xảy ra trước Tết năm ngoái, khi cả hai đã nói chuyện được vài tháng, người đó đã tư vấn cho nữ ca sĩ đầu tư. Mặc dù trợ lý đã ngăn cản cũng như từ chối chuyển tiền giúp cô, nhưng mà với lòng tin rằng người ta tốt với mình thật nên cô đã chuyển hết tiền. Thời điểm ấy, đối phương nói gì cô cũng nghe. Lâm Khánh Chi đã giấu câu chuyện mình bị lừa, không kể cho gia đình hay bất kỳ ai vì sợ mọi người nghe xong sẽ cười mình. Đây không phải lần đầu Lâm Khánh Chi bị lừa số tiền lớn. Cách đây không lâu, công chúa gọi thẳng tên một khách hàng đã hại cô. Cô viết: "Tôi rất tin người, có một cặp vợ chồng giả dạng làm khách hàng mua hàng bên tôi 3 tháng, họ ủng hộ rất nhiều, tôi nghĩ khán giả thương mình rồi nói chuyện cũng thân, sau đó họ rủ tôi tham gia những sàn thương mại, cuối cùng tôi bị lừa gần 3 tỷ, rất buồn, tôi không nghĩ người ta thủ đoạn như vậy. Bây giờ tất cả sàn thương mại 80% là lừa đảo, ban đầu khi chúng ta nạp tiền vào thì cho rút cỡ 2-3 lần, sau đó chúng ta muốn rút nữa thì họ bắt mình chứng minh đủ thứ, càng chứng minh phải nạp tiền rồi đến khi hết tiền sẽ không rút được. Tôi không biết thưa kiện thế nào nên chấp nhận bỏ luôn, tôi cũng đang chuẩn bị xây dựng lại. Số tiền tiêu xài của hai mẹ con giờ bị lừa hết nên tôi đang được ba mẹ cho tiền xài. Sau lần này tôi không bao giờ tin ai nữa, quá sợ." Mới đây, cô bị nghi đã có chồng mới. Cụ thể, trong ngày 5 tháng 11, Lâm Khánh Chi cùng nhiều nghệ sĩ đã nôn nức có mặt ở sân bay để đến dự đám cưới của Hà Chí Quang, Thanh Đoàn tại Phú Quốc. Người đẹp cũng nhanh chóng cập nhật khoảnh khắc cùng với một chàng trai trẻ và kèm theo dòng chú thích: "Khánh Chi, Thiện Vương đi ăn cưới." Ngay sau đó, có một khán giả đưa nhận xét: "Chồng mới của công chúa đẹp trai quá, dịu dàng." Nữ ca sĩ ngay lập tức lên tiếng phủ nhận: "Bạn bè thôi em ơi, em hay vậy ghê." Đây cũng không phải là lần đầu tiên Lâm Khánh Chi phải lên tiếng giải thích về nghi vấn có người mới, bởi trong 2 năm qua, nữ ca sĩ từng cộng tác, làm việc chung với nhiều chàng trai trẻ tuổi, nam tính. Cô cũng khá thoải mái, tự nhiên trong việc chụp ảnh chung, đăng tải những câu chuyện xoay quanh các mối quan hệ ở trên tài khoản cá nhân. Những chàng trai làm trợ lý, nhân viên của Lâm Khánh Chi đều được cư dân mạng hết lời khen ngợi vì luôn quan tâm, có hành động tinh tế với nữ ca sĩ. Dù vướng vào nhiều tin đồn hẹn hò, Lâm Khánh Chi chưa từng lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm với bất kỳ ai kể từ khi chia tay Phi Hùng. Theo nữ ca sĩ chia sẻ, mẹ ruột và con trai từng nhiều lần nhắc đến chuyện cô nên tái hôn. Cụ thể, người đẹp đã thuật lại lời của quý tử: "Con nói với tôi rằng, mẹ đừng khóc nữa, mẹ lấy chồng đi. Nói chung, con rất ủng hộ chuyện tôi kết hôn vì không muốn tôi sống một mình."